Kami Split. Có anh lái xe người Ukraine đang lái cho mọi người. Ta thấy trên cái đại lộ này, cái chiều ngược lại là xe nối đuôi nhau, tốc độ rất là chậm. Và như nói là buổi sáng ấy, thì cái chiều vào thành phố là cũng là tình trạng như thế này. Cái chiều ấy thì là chiều ra. Sáng mà 9 giờ người ta làm việc thì